6 giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Cái ông này là ý tưởng. Cái ông này là setup. Cái ông này là cái gì? Sản phẩm cộng với dịch vụ bắt đầu đi ra thị trường, đi ra. Ông này sẽ làm gì ạ? Bắt đầu tăng trưởng. Ông này là gì ạ? IPO này. Đây này. Để đến giai đoạn sướng như thế thì mình phải đi từng bước. Thì lộ trình của nó như này. Nếu biết cách làm thì sẽ rất ok. Còn không biết làm thì cũng ok. Bởi vì dù sao anh ấy, tôi chém gió thêm cái này tí này. Bao nhiêu lần tôi cũng hội thảo cái ngược được. Nhưng hội thảo chính phủ rất lớn. Mình phát biểu lần nào cũng phát biểu. Cố gắng lại quay về cái câu nói là báo cáo với bộ trưởng, hoặc báo cáo với thủ tướng, hoặc báo cáo với ai đó. Trong tất cả những lĩnh vực đời sống, văn hóa, nghệ thuật, thể thao các loại đều có gì ạ? Huân chương nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Mà trong cả cái trụ cột then chốt nền kinh tế lại không có ông doanh nhân nhân dân nào cả. Không có bất kỳ một cái danh hiệu nào phong tặng cho doanh nhân cả anh chị ạ. Thật, không biết anh chị thế nào nhưng ở đâu tôi kêu gào cái này. Ấy vậy mà tới sắp có rồi đấy. Tìm đi, không có đâu. Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ doanh nhân. Nhưng mà doanh nhân mình thì gì ạ? Là người nuôi nghệ sĩ ưu tú. Đúng không ạ? Khi ông chủ công ty là người nuôi nghệ sĩ ưu tú. Nuôi nghệ sĩ nhân dân mà không có danh hiệu gì hết. Tất cả sai hay đúng anh chị ạ? Nếu anh chị muốn đi được game đấy, sai hay đúng là làm ở đây này. Nếu mà sai giai đoạn này chịu không làm được thì không chữa được. Đúng hay sai làm giai đoạn này, đời cả cái đoạn này. Nhớ cái đoạn này nhá. Nhớ đoạn này phải làm gì thì làm. Hoạt động gì ạ? Kinh doanh gì đó không quan tâm. Nhưng anh chị phải làm game gì ạ? Game tài chính cái đoạn này. Cực kỳ quan trọng. Để anh chị đạt được mục tiêu là niêm yết, là IPO. Để anh chị đạt được mục tiêu này, nếu anh chị vướng ở đây thì xịt, không ai giúp được anh chị đâu. Và tất cả những cái mà anh chị nghe ấy, lên phường, lên viết ấy, đều vướng ở đây mà cố để nhảy sang gì ạ? Có hiểu không ạ? Đều vướng ở đây mà cố để nhảy sang. Tất cả lên phường đều ở đây thôi. Nếu anh chị làm game tài chính bài bản thì anh chị không phải nhảy đâu ạ, nó sẽ tự đi sang đây. Không phải cái vấn đề gì sợ lên phường lên viết gì đâu. Nào, nó nằm ở đây này. Cái này quan trọng lắm. À, như vậy là nó xung quanh cái này rồi anh chị. Đây này. Đây. Bắt đầu từ miếng bé. Bé nữa, ra miếng gì ạ? To hơn. Và nó sẽ to mãi mãi. Nó to lên mãi. Cái này được gọi là anh chị phải chuẩn này. Rất chuẩn đấy. Đó là gì ạ? Rất quan trọng. Vốn. Vốn đi ạ. Điều lệ sai hết rồi đấy. Lên phường hay không cũng do cái này là hết. Còn nếu làm đúng cái này không bao giờ sợ phải lên phường. Vì chúng ta luôn có luật để bảo vệ chúng ta. Nhớ nhá. Ta luôn có luật để bảo vệ chúng ta. Trong cái chương trình của mình thì mình hay có một cái điều quan trọng này. Đó là gì ạ? Anh chị nhớ một câu đó là trường hợp xấu nhất anh chị còn có một cái quyền cực kỳ quan trọng, đó là quyền gì ạ? Quyền gì ạ? Quyền gì ạ? Không quyền gì ạ? Quyền được sống ở trong hiến pháp ấy. Ok,
Mà nếu anh chị là cá nhân nhá, mà anh chị phạm ấy thì đi tù mọt kiếp. Nhưng mà nếu anh chị làm tổ chức ấy thì nó phạt cái tổ chức đi tù mọt kiếp. Còn mình thì lại có quyền được sống. Thông tin về hiểu cái này sâu vào. Cái quan trọng lắm. Làm cái gì thì làm phải tính. Cái quyền được sống là quyền cực kỳ quan trọng. Cái thằng công ty của tôi nó sai chứ tôi có sai đâu. Cái thằng ấy nó sai mà, cán bộ đánh sai người rồi. Thằng công ty của tôi nó sai mà, không phải tôi. Có mấy cái sai lầm chết người khi anh chị bắt đầu à, ví dụ ở đây anh chị là 1 tỷ, đây là 10 tỷ, đây là 100 tỷ, đây là 1000 tỷ, tỷ tỷ. Thì cái dở nhất ấy, anh chị ghi vào đây thôi. Khi nào anh chị làm gì thì làm. Cái bước trên này này, làm cái gì không cần biết, nhưng mà dưới này ấy, là phải ghi tài chính. Anh chị ghi nhá. Một, khi quan đầu tiên, thứ nhất là phải làm đúng luật. Đúng, đủ, chính xác. Hai cái luật nó quy định, hai cái luật. Một là luật doanh nghiệp. Hai là luật gì ạ? Chứng khoán. Đấy. Có nhiều ông công ty ngon cực rồi không làm được, đập cái công ty đi. Làm công ty mới. Làm lại. Chứng khoán. À thế mình bảo là tại sao lại công ty còn đang chưa gì lại quan tâm đến luật chứng khoán? Bởi vì lại nhớ cái điều này. Đúng rồi. Game của ta đi là đi tới cái này. Còn những thằng nào nó rủ mình đi gì ạ? Mua đất mua nước thì kệ bố nó. Mày bây giờ tao ốm rồi, tao đang mải mê cái này rồi. Vậy anh chị hay chết là này. Thứ nhất ý là theo luật ý, không chữa được đâu. Ví dụ vốn góp thực là cũng thực, nhưng mà trên giấy tờ là gì ạ? Là 10 tỷ. Chết luôn. Cái này ấy, nó dính ảo. Thứ nhất là vốn điều lệ này. Ảo. Vốn điều lệ ảo thì chịu, không xử lý được. Anh chị nhớ điều này này, game niêm yết ấy không phải là công ty có tăng trưởng có cái gì nghe, đừng nghe những cái gì truyền thông họ nói. Họ có làm đâu mà họ hiểu. Mà game niêm yết anh chị nhớ chỉ cần gì ạ? Có nhu cầu được uy gì ạ? U B C K duyệt. Bởi vì tầm nhìn của ta là phải gì ạ? Niêm yết. Rồi. Ảo, cái ảo thì chịu. Không thể làm được. Như vậy, bất kỳ thời điểm nào khi anh chị muốn tăng cái gì thì nhớ rằng một cái quất ngay bên cạnh. Luôn luôn phải làm kiểm toán nguồn vốn. Nguồn vốn, tôi cũng bằng vướng cái này đấy anh chị ạ. Vướng te tua cái này. Mình nghe vào ô sao lại đi kiểm toán nguồn vốn. Nếu anh chị không có kiểm toán nguồn vốn thì khái niệm gì ạ? IPO của anh chị mọt kiếp. Những cụ cứ đi nói cái gì game nọ game kia, game gì thì game. Nhưng mà điều kiện cần vào đủ chưa được thì làm gì có game. Công ty hàng nghìn tỷ tài sản nhưng mà không được gì ạ? Duyệt. Còn ngày xưa khi mà những bố mà cố để duyên ấy, chú duyên này thì bây giờ lên gì hết rồi, lên phường rồi, chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước còn lên phường mà giờ không làm được nữa đâu. Thị trường càng ngày nhưng mà càng tốt, nó sẽ tạo ra một thị trường tốt. Cái này quan trọng lắm. Khi mà mình nhích một đồng vốn ấy, mình tăng một đồng vốn thì phải chuẩn một đồng vốn. Tăng một đồng vốn, chuẩn một đồng vốn. Tăng một đồng vốn, chuẩn một đồng vốn, đừng có tăng ảo. Thế bây giờ câu hỏi chúng ta bảo, ui ông thấy rồi. Nhà tôi đi làm công ty bất động sản, nó yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu phải là 20 tỷ, xử lý cách nào? Anh chị có làm điều này không ạ?
À, đăng ký thành lập tổ chức nó ghi là gì ạ? Yêu cầu vốn điều lệ, vốn điều lệ là 20 tỷ. Xử lý cách nào? Trong khi vốn từ góp có gì ạ? 1 tỷ. Xử lý cách nào? Vẫn phải xử lý bố ạ. Thế vẫn phải kiểm toán xong nguồn vốn. Anh chị nhớ nha, cứ mỗi một lần mình nhích thì phải kiểm toán nguồn vốn có cụm từ gì ạ? Xong. Keyword này quan trọng lắm. Rồi quay trở lại này. Ứng dụng ngược này. Nếu mình định nắm vào một công ty nào đó hoặc đầu tư mã chứng khoán nào đó ở một công ty nào đó, anh chị quay trở lại xem rằng trước đây họ niêm yết có làm đúng như thế này hay không. Anh chị hiểu điều này chưa? Nếu không, mã cổ phiếu đấy một ngày đẹp trời lại lúc nào, một ngày kia mình lại thấy lên phường. Vì thời gian không cho phép cho nên tôi chỉ nói được đến đây thôi. Nghĩa là gì ạ? Mọi câu chuyện của IPO là câu chuyện của tăng gì anh ấy? Tăng vốn. Và câu chuyện của tăng vốn thì phải xử lý được tăng vốn ảo. Nó ảo không anh chị? Ví dụ như vừa nãy nhá, Cái ông lấy về 30.000 tỷ đúc túi, mà ông ghi nhận người ta có mấy tỷ anh chị? 6.000 tỷ. Ảo ơi là ảo. Nhưng mà là ảo đấy được gì ạ? Đấy, nó chỉ khác nhau như thế thôi. Đừng quan trọng, anh chị nhớ đừng quan trọng cái tài vụ này. À, ta đang quá quan trọng vấn đề này. Tôi chỉ nói hai kia thôi. Việc đầu tiên là đúng đủ chính xác cái này cho mỗi lần tăng vốn. Rồi thứ hai là gì? Ở trong này này, trong game này, từ cái dạng ý tưởng ấy, rồi set up doanh nghiệp và anh chị đưa ra sản phẩm và dịch vụ ra thị trường ấy, thì nó có một cụm từ mà anh chị hết sức chú ý. Anh chị phải học cái này, học cái phương pháp định giá. Định giá doanh nghiệp. Nhà đầu tư cũng cần phải học, mà ai phải học? Nếu mà mình vẫn làm mô hình kinh doanh, vẫn triển khai phát triển mô hình kinh doanh mà mình không có keyword này ở trong chiến lược, có nghĩa là mình nhích đi một bước thì giá trị công ty mình phải tăng. Kinh doanh vẫn tốt hoặc là tốt vừa vừa nhưng giá trị công ty nó tăng. Kinh doanh tốt, kinh doanh vừa vừa, công ty nó tăng. Có hiểu không ạ? Cộng hai thằng này thôi. Chứ đừng nghĩ là cái gì nó phải là nghìn tỷ hay là cái gì nó quá ghê gớm. Và cũng đừng bao giờ đặt nặng cái con số này. Anh chị nhớ nha, có một thứ khó nhất của anh chị, đây tôi nói thêm kỳ thứ hai, đó là gì ạ? Xử lý tiền mặt. Nào, hơn nhau cuộc đời này chỉ là keyword thôi. Về mình làm đúng không ạ? À, trong quá trình mình làm, mình chỉ cần nhớ gì ạ? Tầm nhìn là niêm yết. Làm doanh nghiệp nào, đầu tư công ty nào cũng phải gì ạ? Niêm yết. Những keyword tôi đang gạch cho anh chị là gì ạ? Rất quan trọng. Những keyword là vốn điều lệ tăng như thế nào đó phải ảo nhưng mà phải xịn. Và phải xử lý được tiền mặt, phải được kiểm toán nguồn vốn xong. Keyword. Được chưa? Và phát triển kinh doanh cái kiểu gì ở phần trên này này. Phát triển kinh doanh kiểu gì thì kiểu thì phát triển đến đâu thì phải định giá được công ty đến. Đấy. Phát triển đến đâu, định giá công ty đến đây. Anh chị hiểu ý không? Ok chưa? Vậy thì mình nhích đến đâu? Nhích đến đâu thì ta phải định giá được cái công ty của mình đến đây. Xong chưa? Hai cái này thôi. Còn mô hình kinh doanh là gì không quan trọng. Và cứ thế làm rồi. Ta làm đến khi nào gì ạ? Về đích thì thôi. Làm khi nào? Về đích thì thôi. Rồi, bây giờ ấy, nếu anh chị là nhà đầu tư ấy, thì nó có hai cơ hội. Một là mình đầu tư tìm kiếm những cái công ty ấy mà nó có cơ hội như thế này. Cơ hội trước niêm yết ấy, người ta bảo rằng là đầu tư vào những doanh nghiệp tiền gì ạ? Niêm yết, tiền IPO, cơ hội đấy cực hay. Và những công ty
đã niêm yết. Đã niêm yết thì anh chị nhớ rằng, nhớ cái biểu đồ vừa nãy đấy. Cái này nếu mà anh chị là cổ đông ở trong đấy, hãy vào thời điểm nào, vì không có thời gian nên tôi không nói được hết, vào thời điểm nào để ta là người được, ta là người được, mình nắm giữ một 10.000 đồng hay là 20.000 đồng, nó tóm lại là một hai cổ phiếu, mình cũng là boss của công ty này mà. Có hiểu ý không ạ? Cho nên nó mới dẫn đến câu chuyện là gì ạ? Khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, nó có hai nhà đầu tư. Một, nhà đầu tư ngắn hạn. Hai, nhà đầu tư giá trị. Nếu anh chị đầu tư vào giá trị thì anh phải gì vào này. Wow. Còn nếu mà anh chị ngắn hạn thì lại là kiểu khác. Hôm nay ta không bàn về chuyện ngắn hạn, nó chỉ có thế này thôi. Đây chính là hai cái biểu đồ quan trọng bậc nhất cho anh chị, trang 15-16. Anh chị phải xử lý được cho tôi keyword tiền mặt, xử lý được cái tăng ảo, xử lý được kiểm toán nguồn vốn, xử lý được gì ạ? Phương pháp định giá tăng một dòng doanh thu một đồng tài sản thì công ty liệu có tăng giá hay không? Nhớ nhá. Thì mình nhích cái gì thì mình cứ phải hỏi, làm cái này công ty có tăng giá hay không? Giá trị công ty á, giá trị công ty có tăng giá hay không? Nếu mình nhích mà giá trị công ty không tăng được giá thì phải xem lại. Phải xem lại.